Thưa quý vị, liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu, từ ngày hôm nay 14 tháng 9, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân và phương tiện bị rơi xuống sông. Lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ chủ yếu do quân đội và công an đảm nhiệm, với sự hỗ trợ của thợ lặn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng 10 xuồng máy để mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống vùng hạ lưu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ sẽ huy động lực lượng trực 24/24 giờ để phối hợp hiệu quả. Quy trình trục vớt và xác định danh tính nạn nhân sẽ được thực hiện nghiêm ngặt phục vụ công tác điều tra. Các đơn vị cũng sẽ tuyên truyền để người dân hiểu và phối hợp, không để người nhà nạn nhân tự ý tìm kiếm.